Những năm qua, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam không chỉ tập trung vào bảo tồn và phát triển cây quế Trà My, tạo nguyên liệu xuất khẩu ra thị trường trong và ngoài nước, mà còn nâng tầm thương hiệu quế Trà My thông qua việc tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Trong đó, từ năm 2018, huyện vùng cao này đã có sản phẩm tinh dầu quế được sản xuất từ cây quế Trà My đạt 3 sao cấp tỉnh và được nâng cấp đạt 4 sao vào năm 2021. Thì cái này là cái doanh nghiệp trước đó là mình đã đăng ký OCOP và mình đã được 3 sao rồi. Thì sau này bên em chuyển những cái thương hiệu về, em nó có những cái khuyết điểm nào thì bên em cải thiện những cái khuyết điểm đó, bên em đầu tư nhà xưởng, đầu tư trang thiết bị máy móc để cho ra những cái loại dầu tốt nhất để mình đạt cái chuẩn tiêu chí của OCOP để em được 4 sao. Thì mục tiêu năm tới của tụi em là bên em sẽ mở rộng thị trường ra là ở trong cả nước và có thể ra quốc tế ạ. Bên cạnh sự quan tâm đầu tư phát triển nguồn nguyên liệu đặc trưng của các cấp, các ngành ở huyện thì các chủ thể sản xuất cũng mạnh dạn đầu tư, nghiên cứu sản xuất ra những sản phẩm từ cây quế Trà My. Cụ thể, năm 2021 đã có thêm nhiều sản phẩm được khai thác từ cây quế ra đời và đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh như đèn mỹ nghệ, tinh dầu quế, bộ đĩa gỗ quế. Đối với năm 2023 thì trước hết thì các sản phẩm chủ lực của huyện Bắc Trà My là có các sản phẩm từ quế. Thì hiện nay thì có hai sản phẩm đã công nhận. Tiếp theo thì những cái sản phẩm mà hiện cũng như các công ty làm ra thì hiện nay trên địa bàn huyện là trên 50 cái sản phẩm về cây quế. Hiện nay các cái sản phẩm tuy là chưa có công nhận OCOP nhưng cũng đã được cái thị trường trong và ngoài nước chấp nhận. Để thương hiệu và giá trị cây quế Trà My thực sự được người tiêu dùng các nơi biết đến, huyện vùng cao Nam Trà My đang đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá. Cùng với đó là ban hành các cơ chế chính sách thu hút đầu tư sản xuất và chế biến các sản phẩm từ cây quế, tiếp tục nâng cao nhận thức cho người trồng quế để trồng ra sản phẩm quế sạch gắn liền với chế biến.